Ok bạn, đây là cái mình nói đây mình là kinh nghiệm của Chile cách đây cũng khoảng mấy chục năm đúng không? Cho nên mình rất là thích nói về vấn đề đề tài mua nhà cho mướn và mua nhà để đầu tư. Đây là cũng là một cái kinh nghiệm của Chile trong thời gian vừa qua, cho nên mình mới dám chia sẻ cho các bạn nào còn trẻ đang đi làm 20 mấy tuổi hoặc là 30 mấy tuổi là cũng còn kịp thời gian đó. Chứ nếu mà các bạn bỏ lỡ cơ hội này thì các bạn không thể nào mà làm chủ được một căn nhà hết. Căn nhà là cái cột trụ cho mái ấm của gia đình. Để mình dẫn các bạn đi xem cái cành táo mấy sau lưng của mình nè. Chút nữa khách tới bạn, khách tới đây mình cho họ đi hái táo. Đây, bữa nay mình có một chút barbecue đây các bạn. Đây, đây. Đây là cái chùm táo của Chile, bự ác luôn. Ok các bạn, chúng ta sẽ tiến hành vào phía sau sân vườn. Mình sẽ hái táo xuống các bạn, tại vì bữa nay có khách tới đó rồi mình hái táo xuống, tại vì táo bữa nay rụng rất là nhiều, ngày hôm qua là gió rất là mạnh. Thì bữa nay mình sẽ hái táo xuống. Đó. Đây là cảnh sân vườn của Chile. Đây. Đây là cây táo các bạn. Đây mình đứng qua cái góc bên đây mình có thể thấy được toàn cảnh của cây táo làm sao. Đó. Đây. Táo chín rất là nhiều. Và có trái to có trái nhỏ, nhưng mà nó đã tới thời kỳ ăn rồi, mình sẽ đem hái xuống. Đó. Sẵn bữa nay mình cũng làm một chút barbecue rồi chia sẻ cho các bạn về vấn đề làm 8 triệu một tháng có thể mua được căn hộ chung cư trong vòng 8 đến 10 năm nha các bạn. Mình chia sẻ cho các bạn, mình đây là cái tư vấn của Chile cho một YouTuber tại Việt Nam, và mình cũng đã liên hệ với lại một số bạn ở Việt Nam đó qua cái kênh Facebook các bạn, thì mình lấy được tin tức mình mới dám chia sẻ các bạn. Đó. Đây, để mình tháo những cái bọc ra nha cho các bạn xem. Ok các bạn, mình mới tháo những cái bao ni lông bọc những cái trái táo đó. Mình tháo chỉ được phân nửa thôi, tại vì trên cao quá cao mình sẽ hái lần kế tiếp. Nhưng mà bữa nay mình cho các bạn xem những cái trái dưới này nè, mình cứ bắt cầu thang lên các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến gần lại cái cầu thang đó, mình cho các bạn xem những trái táo của mình đó. Nó lớn cỡ bao nhiêu và chất lượng ra sao. Đây, tiến lên cầu thang. Đây. Loại táo này là loại táo bốn mùa nha. Các bạn thấy những cái trái nâu nâu nhìn nè, bên trong rất là ngọt luôn. Đó, mình tháo ra cũng hơn phân nửa một chút. Cách đây khoảng mấy tháng các bạn, mình cho các bạn xem một cái video, thì táo mình rụng rất là nhiều, rụng 80% luôn á. Đây, những trái này là ăn được rồi nè, rất là to. Đó. Có những cái trái mình bọc vô nữa, bọc vô những cái túi đó. Đây nè, cái này rất là to luôn. Đây có một trái trên cây, trái này rất ngọt bạn. Đó, cho các bạn xem, cái này rất là ngọt nha. Và những trái trên cao nữa. Đây, bên kia. Và bây giờ mình sẽ quay cho các bạn cái phía đám bên kia, trái rất là nhiều. Phía này cũng có vài trái nó vẫn còn nhỏ, mà trái này ăn rất là ngọt. Đó, cái đám bên kia cho bạn xem. Ê, đây cái đám này nặng ác luôn á.
to luôn. Thì thế này mà, thế này như có sâu một chút nhưng mà không sao. Nếu mà sâu nó ăn bên trong thì trái nó rụng mất tiêu rồi, nhưng mà nó chỉ cắn bên ngoài thôi, nó chỉ kích một lỗ bên ngoài thôi, nhưng mà chưa có, không có sao á. Nếu mà bị sâu vào cái này rụng mất tiêu luôn. Nè trái này nè, trái này hơi chua nha, cái này màu xanh. Thì cái này nó có bốn loại trái khác nhau trên cây á, bốn loại khác nhau. Giờ mình mới quay qua hướng bên đây, lên trên cao cho các bạn xem. Ê, táo nhà, vườn táo nhà Chile. Ê, cái này to ác luôn. Đó, đây những trái này rất là ngọt nha, màu đỏ nè. Mình chia sẻ đây là đã rụng 80% rồi nha bạn, chứ lúc trước là rất là nhiều, tại vì mấy con ruồi là mấy con ong nó chích vô đó, cho nên trái nó lớn không nổi, nó rụng hết trơn luôn. Đây rồi, giờ bắt đầu mình hái các bạn, hái đem xuống để mình hái cái này. Cái này dai thiệt đó, cái này bự ác luôn các bạn, bự ác luôn đó. Ở đây đi, hái tiếp cái này. Wow, quá trời luôn đây. Là hai cái nào bự hơn nữa. Hai cái này đi. Ok. Đó, cái này ăn ngọt lắm á, nó có màu nâu nâu á, nó có dịch cái vành vành màu nâu các bạn. Cái này ăn rất là ngọt. Đó. Mình chút nữa mình đợi khách tới các bạn rồi cho họ hái luôn. Chứ mình hái hết á, họ tới đây không có gì hái. Ê, hai cái này đi. Cái này xanh nhưng mà chắc ngọt lắm à, ăn cũng được thôi. Đó, đó. Hay luôn, trên hồ trái này còn nhỏ. Trái đó nhỏ thì mình đợi khoảng ngày vài ngày nữa mình hái. Trên kia nữa nè, cao quá, vài ngày nữa mình hái rồi. Rồi chút nữa mình có khách tới chơi đó, tới chơi họ muốn thăm vườn táo của mình, cho họ hái cho nó vui. Cái này còn nhỏ không, cho mình hái trái kia. Bây giờ mình sẽ ngồi ngay cái gốc này các bạn, tại vì gốc bên kia bây giờ nắng quá trời luôn. Bây giờ chưa tới, tức là qua 11 giờ rồi, cho nên nắng lên đến đây. Mình giờ mình ngồi bên gốc bên đây, mình chia sẻ cho các bạn về vấn đề người Việt Nam làm 8 triệu một tháng có thể mua nhà, một cái khu chung cư trong vòng bao nhiêu lâu. Ok, mình mới hái táo xong á, mình hái được có nhiêu đây thôi, để một chút nữa khách mà tới người ta hái bạn, cho họ hái để họ hưởng thụ cái vườn táo nhà mình đó. Thì trời, thời tiết bên đây rất là nóng. Đây có trái này ngon lắm nè, chút nữa mình ăn cái này, ăn thử coi. Đó, đây ăn cái, để cắn ăn thử miếng nha. Wow, rất là ngon, to quá cắn không nổi. Rất là ngon. Cái táo nãy ngon ngọt nè, rất là ngọt luôn á. Ừ,
Cố gắng. Trái táo hồi nãy mình ăn không hết mà. Nó to quá, cắn không được luôn á. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha về vấn đề có một người YouTuber tại Việt Nam làm lương 8 triệu một tháng. Thì khoảng bao lâu có thể mua được một cái khu chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh, tức là tại Sài Gòn đó. Thì mình cũng có liên hệ một người bạn, một vài người bạn tại Việt Nam, bạn rất là thân, và mình đã từng học với họ ở ở Việt Nam đó. Bây giờ là những người này, những người bạn của mình đó, thì đã về hưu rồi, làm giáo viên về vấn đề dạy về kỹ thuật các bạn. Rồi một người khác nữa là làm giáo viên ở trong cái trường dạy anh văn á, thì lương của họ cũng 20 mấy triệu một tháng. Thì hai vợ chồng nó làm vô tổng cộng hết là một tháng là trên 40 triệu các bạn, trên 40 triệu một tháng. Thì họ cũng có mua nhà rồi, thì lương của hai người làm giáo sư hết thì tháng trên 40 triệu, họ xài đâu hết đâu, tháng họ có thể dư ra khoảng trên 30 triệu các bạn. Thì một năm họ có thể dư trên 300 triệu, 300 đến 400 triệu đó. Thì họ đã có nhà, thì họ cũng chia sẻ cho mình luôn và về vấn đề mà cái lương trung bình tại thành phố Hồ Chí Minh, tức là tại Sài Gòn các bạn, thì lương trung bình hiện nay là 7.8 triệu, tức là cho là 8 triệu đi. Thì mình muốn để mình đem ý kiến vô các bạn. Nắng quá trời luôn, bữa nay trời rất là nóng các bạn. Thì những người bạn của mình cũng nói rằng là đúng rồi, cái lương trung bình tại những người mà làm tại thành phố Hồ Chí Minh hiện giờ là khoảng 7 triệu cho tới 8 triệu một tháng, thì mình cho là 8 triệu luôn đi. Thì theo mình tính ngày qua các bạn, thì nếu mà các bạn mà làm lương 8 triệu một tháng thì bạn phải mướn cái chỗ phòng trọ hoặc là cái hotel, hay là không, mướn phòng trọ để ở từng tháng khoảng hết 1 triệu rồi. Rồi thêm 3 triệu để ăn uống nữa, là chi tiêu hàng tháng luôn, là ăn uống tiết kiệm luôn đó. Thì còn dư lại 4 triệu một tháng, thì tính ra một năm để dành được khoảng 48 triệu. Đó là không có ăn uống, không có đi chơi ham vui bên ngoài đó, tức là không có cờ bạc, không có uống rượu và không có tiệc tùng này nọ, tức là phải tiết kiệm tối đa luôn đó. Là một năm bạn có thể để dành được 48 triệu một năm. Đó là 48 triệu một năm nha bạn. Bây giờ mình sẽ nói về vấn đề những khu chung cư tại tại Sài Gòn. Thì Sài Gòn nó có rất nhiều loại chung cư khác nhau. Chung cư hạng A và hạng B thì hiện nay là khoảng nghe người bạn mình nói nha, khoảng 200 cho tới 300 triệu một mét vuông. Thì một cái khu chung cư ở Việt Nam á, cái giá trung bình hiện nay là khoảng là khu chung cư hạng C bị hiện nay á, hiện là dao động từ 40 cho tới 60 triệu một mét vuông. Thì đây mình nói về vấn đề chung cư hạng C thôi nha các bạn. Còn chung cư hạng A và B là dành cho những người tỷ phú, những người mà có giàu có mà. Đó thì mình nói ở đây là chung cư hạng C thôi. Thì một chung cư hạng C hiện nay dao động từ 40 cho tới 60 triệu một mét vuông. Thì theo mình tìm hiểu ngày qua đó, mình có nói chuyện với bạn thì bạn này nói rằng là ở Việt Nam hiện giờ là hiện nay là mặt bằng giá chung cư hạng C tại thành phố Hồ Chí Minh là khoảng dao động từ 40 cho tới 60 triệu một mét vuông. Thì giá một cái nhà ở thành phố Hồ Chí Minh thì theo thị trường đô thị ở Hà Nội và cũng ở Sài Gòn nó tăng giá cách đây mấy năm không, nhưng mà cái giá một chung cư hiện nay là một cái đơn vị là hiện hai phòng, cho hai phòng ngủ nha bạn, là 70 mét vuông. Thì cứ tính đi, bây giờ mình cho trung bình một mét vuông là 50 triệu một mét vuông, đó là chung cư hạng C nha. 50 triệu một mét vuông, các bạn nhân cho 70 mét vuông, tức là 3 tỷ 500 triệu cho một cái chung cư, một cái đơn vị, tức là hai phòng ngủ, có phòng tắm, có phòng ăn, có phòng bếp, đầy đủ hết luôn các bạn. Đó thì đó là 3 tỷ 500 triệu cho cái chung cư đó, cho một cái đơn vị đó đó. Thì
các bạn lấy cho các bạn lấy 3 tỷ 500 triệu đó, các bạn chia cho 48 triệu, thì thành ra là 73 năm để các bạn có thể mua được cái đơn một cái chung cư hai phòng ngủ. Chứ là các bạn phải tốn 73 năm. Wow. Cái số năm đó rất là cao. 73 năm đó là thời gian đó là mình cũng ngủm cả thổi luôn rồi. Các bạn yên chí, các bạn hay nghe rõ kỹ nè, mình sẽ làm một con số đẹp hơn và các bạn có thể theo dõi nha. Đó là một cho một người đi làm nha các bạn. Và bây giờ để giảm cái số năm này lại, các bạn sẽ làm một bài tính sau đây. Cái thứ nhất là phải, tức là bạn các bạn phải có hai người đi làm nha bạn, tức là vợ chồng phải có hai nguồn income khác nhau, tức là hai người này đều làm 8 triệu một tháng đó, thì mới có khả năng mua được cái nhà mà rút lợi thời gian ngắn hơn. Đó là mình cho ví dụ các bạn xem. Thì nếu mà hai người ở chung thì các bạn có thể tiết kiệm được thức ăn nè, rồi tiền internet nè, rồi những cái chi phí khác nữa. Các bạn cũng ở chung một cái phòng mà các bạn mướn á, 1 triệu một tháng đó, rồi những chi phí khác các bạn có thể cắt giảm bớt luôn đó. Thì nếu mà hai người đi làm thì một năm các bạn có thể để dành được 120 triệu đó. Thì thay vì là hai người làm là 16 triệu một tháng, thì các bạn chia ra khoảng 6 triệu ăn uống lại mướn phòng trọ thôi, còn 10 triệu kia các bạn để dành, thì các bạn nhân cho 12 tháng, tức là bạn có một năm các bạn có thể để dành được 120 triệu. Thì các bạn lấy 3 tỷ 500 triệu đó, các bạn chia cho 120 triệu đó, thì các bạn rút lại còn có 29 năm thôi các bạn. Đó. Đó là cái phương pháp thứ nhất, các bạn có thể rút lại thời gian nha các bạn. Đó. Và một phương pháp thứ hai là các bạn có thể vay nợ tiền ngân hàng, tức là các bạn có thể dùng một cái phương tiện tài chính của trong các ngân hàng đó. Nếu mà các bạn làm cho một thời gian, làm cho công ty một thời gian lâu dài, thì các bạn có tín nhiệm trong cái công ty đó, thì ngân hàng nó sẽ nhìn lại nói cái người này làm cho cái công việc đó, nhà máy đó trên mấy năm gì đó, thì họ tin tưởng, thì nhà băng mới có cho bạn mượn tiền để mua căn hộ đó. Thì nếu mà các bạn vay được tiền thì các bạn có thể tính trả bớt xuống 30%. Thì nếu mà các bạn trả trước 30% thì cái số tiền các bạn có thể phải trả trước là bao nhiêu đây? Thì mình sẽ tính ra các bạn. Thì 3 tỷ 500 triệu đó, các bạn nhân cho 30%, thì các bạn phải trả trước 1 tỷ 50 triệu. 1 tỷ 50 triệu đó, thì nếu mà các bạn chia ra 1 tỷ 50 triệu đó, các bạn chia cho 120 triệu, giờ quy ra là gần 9 năm các bạn có thể để dành, mà các bạn có thể trả down payment 30% để mua được một căn hộ là 3 tỷ 500 triệu, tức là một căn hộ hai phòng ngủ, các bạn có phòng tắm, phòng ăn, phòng nấu nước, phòng khách, có đầy đủ hết trơn luôn đó. Đó là cái khu chung cư hạng C nha các bạn, đó tại thành phố Hồ Chí Minh luôn đó. Thì mình nói đây là 9 năm, các bạn không phải để dành được 9 năm. Sau 9 năm các bạn làm cho 8 triệu một tháng, hai người đi làm nha. Sau 9 năm các bạn có thể mua được căn hộ đó. Các bạn, đó là 9 năm nha. Và cái phương pháp thứ ba nữa là các bạn, nó còn tùy thuộc theo cái lương bổng các bạn có thể lên hàng năm nha các bạn. Tức là hàng năm lương bổng các bạn cũng phải lên theo luôn. Mà nếu mà giá nhà nó cũng leo thang lên luôn, nếu mà hai cái nó leo thang cùng một lúc đó, bằng nhau thì ok. Nếu mà giá nhà nó càng leo cao hơn nữa thì thời gian các bạn để mua cái nhà đó kéo dài càng lâu hơn nữa. Đó, thì đó mình nói là cái đây là ví dụ là hai cái mức tiền đó nó lên leo thang cùng một lúc bằng nhau thì ok. Nếu mà giá nhà nó sụp xuống đó, mà lương của bạn càng cao lên đó, thì ok là các bạn rút ngắn lại thời gian để mua nhà. Và các bạn, cái phương pháp thứ tư nữa, các bạn có thể vay mượn tiền trong gia đình đó, là vay thêm đó. Thì khi bạn làm vậy các bạn có thể rút lại thời gian ngắn hơn nữa, có thể là 5 năm hoặc là 7 năm đó các bạn. Đó là cái tư vấn của Chi Lê bữa nay, mình giúp cho một số người tại Việt Nam đang làm có lương hưu cơ bản và trung bình đó, là 8 triệu một tháng, sống tại Sài Gòn.
đó các bạn. Còn những người mà làm lương hưu khoảng, còn những người mà làm lương hàng tháng là 6 triệu, 5 triệu, 6 triệu mà làm đơn độc đó, thì cái thời gian để mua được căn nhà là rất là lâu, ít nhất cũng khoảng 70 năm trở lên đó. Rất là lâu. Thì đây mình cố vấn, tư vấn cho các bạn là những người mà làm cái giá lương trung bình hàng tháng là 8 triệu một tháng và phải có hai income nha bạn, hai người đi làm đó, và các bạn phải tiết kiệm rất là nhiều. Cố gắng là nên đừng có đi ăn chơi, uống bia, cờ bạc, rượu chè nhiều và đừng có đi hội họp nhiều thì ok. Trong khoảng thời gian khoảng ít nhất khoảng 7 năm cho tới 8 năm các bạn có thể mua được một căn hộ giá là 3 tỷ 500 triệu đó. Thì sau đây mình chia sẻ cho tất cả các bạn luôn là Chile tới nơi, tới đất Mỹ năm 1985 á, thì sau 7 năm Chile đã mua được một cái nhà hai family, tức là năm 1992 là Chile đã có hội đủ điều kiện để mua được một căn nhà hai gia đình như ở nha bạn. Là cái giá nhà lúc đó là khoảng có 350.000 đô thôi. Thì cho tới năm 1997 Chile trả hết luôn, trả đứt luôn. Tức là sau okay, sau 5 năm Chile trả đứt luôn đó. Thì cái giá nhà thời đó thì rất là thấp, tại vì cái giá lương nó lên vậy nè, lên cao, nó càng ngày càng lên nhưng mà giá nhà nó hạ xuống, cho nên Chile mua được cái giá nhà rẻ không đó. Thì sau 5 năm Chile trả đứt hết trơn luôn, thì mình quay trở lại nha. Cái thời gian đó là mình mua nhà trả góp á, thì mình ký chỉ có 15 năm thôi chứ không phải là 30 năm, tại mình thấy 30 năm quá xa, cho nên mình trả trong vòng 15 năm là hết. Cho nên cái tiền mà hàng tháng Chile phải trả rất là nhiều, cho nên cái rút ngắn lại cái thời gian mình trả không, cho nên sau 5 năm thì Chile trả đứt hết trơn luôn đó các bạn. Thì mình tư vấn cho các bạn mà ở Việt Nam đó, thì cái người mà đang muốn biết là giá tiền, cái thời gian là bao lâu có thể mua được căn hộ đó, thì tùy theo cái nhà băng tại Việt Nam nha, cho vay lãi khoảng bao lâu, 5 năm, 10 năm hoặc là 15 năm hoặc là 30 năm đó, tùy theo cái công ty, tùy theo những cái nhà băng mình cho mình vay nha, và tiền lãi là bao nhiêu. Nếu mà tiền lãi cao quá thì mình chịu thua. Còn ở đây là lúc trước mình vay mượn nhà băng là tiền lãi chỉ có 7% thôi. Đó là những năm 1992 các bạn. Đó. Thì giá nhà tại Việt Nam nó tùy theo cái cung và cái cầu. Nếu mà có nhiều người ta đòi hỏi mua nhà thì giá nhà nó sẽ lên thôi. Nếu mà ít người mua thì giá nhà nó sẽ hạ xuống. Mà thời gian gần đây là giá nhà tại Việt Nam đang giảm xuống. Nếu mà các bạn có cơ hội thì nên mua. Thì mua trả góp thì không có gì gọi là mắc cỡ các bạn. Ai mà nói mua trả góp là mình không có làm chủ nhà, không phải vậy đâu. Mình mua trả góp miễn sao mình trả đủ hàng tháng là ok đúng không? Chứ ở đây nếu mà các bạn đợi cho tới khi mua nhà trả đứt hết trơn là các bạn không thể nào mà làm chủ được một căn nhà đó. Ở đâu cũng phải mua trả góp bạn. Chứ đây cũng phải mua trả góp đó. Đó, mua một thời gian mình, nếu mình thấy có điều kiện mình trả hết trơn luôn. Chứ nếu mà các bạn đợi cho tới khi mua hết nguyên căn luôn là các bạn đợi cho tới các bạn gần chết các bạn mua được căn nhà. Đó, mua trả góp không có mắc cỡ nha bạn. Đó, mình tư vấn cho bạn, một người bạn đang sống ở Việt Nam đó. Người bạn này thì làm lương 8 triệu một tháng đó. Thì nếu mà các bạn nào mà có cái trình độ cao á, giả sử như nãy mình nói trường hợp của một người bạn làm giáo viên đó, thì 20 mấy triệu một tháng, tức là giáo viên về kỹ thuật các bạn đó, 20 mấy triệu một tháng đó, thì họ đó hai vợ chồng để dành tiền rất là nhiều. Thì sau một thời gian dài đó thì họ đã mua nhà và họ đã về hưu rồi, họ sống rất là thoải mái và con cái của họ gửi qua Mỹ đi học các bạn, đi học về trình độ nước ngoài đó. Nhất là sau hết lớp 12 thì họ cho con cái tiền đi qua Mỹ học đó. Thì sống ở đâu cũng vậy thôi bạn, mình sống bên Mỹ mình cũng có khả năng mua nhà thôi. Như những cái tiểu bang ở cách xa mình cũng khoảng ở giữa nước Mỹ, tức là ở bên Texas hoặc là ở Arkansas hoặc là bên Oklahoma, Arkansas hoặc là bên Boston, họ cũng mua trả góp đó. Nhưng là cái giá nhà thì rẻ, thì cái thời gian mà họ qua đây làm đó thì khoảng 3 năm tới 5 năm họ có thể mua được căn nhà trả góp rồi. Họ chỉ trả góp khoảng 20% thôi. Còn ở New York này thì yêu cầu người ta
bắt họ yêu cầu của nhà băng bắt mình trả trả góp ở trước là khoảng 35% cho tới 40%, tại vì giá một căn nhà bây giờ ở đây là trên 1 triệu, cho nên không có thể nào mà có một cái income nào, cái tiền kiếm trong hãng mà lương 300-400 ngàn một năm được, cho nên họ đòi hỏi là bạn phải trả đâu của mình ít nhất là 35% đó, chứ không phải là 20% nha bạn. Đó là tình trạng nhà ở tại tiểu bang New York, mình nơi mình đang sống đây, giá nhà rất là cao, trên 1 triệu một căn đó các bạn đó. Thì bữa nay mình tư vấn cho một số bạn ở Việt Nam, nếu mà ai hứng thú thì các bạn có thể làm thử các bạn. Mình nói đây là chia sẻ theo cái kinh nghiệm của Chile thôi nha, mình áp dụng về cách để dành tiền và mua nhà tại Việt Nam. Nếu mà các bạn thấy hứng thú, các bạn có thể làm thử không? Chứ ai mà nói mà sống ở Việt Nam mà có lương 8 triệu đến 10 triệu không thể nào mua nhà được. Mà mua, nếu mà muốn mua nhà cũng phải đợi một thời gian rất là lâu dài. Đúng là vậy các bạn. Nếu mà các bạn làm một mình thì các bạn ít nhất cũng phải đợi 50 năm mới mua được căn nhà. Mà nếu mà vậy thì không thể, bạn không thể nào mà làm chủ được một căn nhà. Các bạn phải mua trả góp thôi. Ai cũng phải mua trả góp á, này không có mắc cỡ nha bạn. Mua trả góp không phải là mình ăn cắp tiền của người ta, không phải là mình thiếu nợ, không phải là mình mắc cỡ đâu, không có mắc cỡ bạn. Ở bên New York này, ở bên nước Mỹ này, ai cũng phải trả góp hết trơn á. Ngay cả chiếc xe các bạn có thể mua trả góp, miễn sao các bạn có khả năng trả cái tiền hàng tháng cho cái nhà nợ nhà băng đó. Đó các bạn, đó là cái video mình mới chia sẻ cho các bạn từ 70 từ 70 mấy năm, từ mình rút ngắn lại từ thời gian từ 73 năm rút còn 29 năm và sau này rút lại còn khoảng 9 năm. Đó, các bạn thấy gọn gàng không? Trong vòng thời gian khoảng 9 năm thôi. Và các bạn có thể rút xuống ngắn hơn nữa, 7 năm hoặc 5 năm nếu mà các bạn tiết kiệm thêm tiền bạc và các bạn làm thêm ngoài giờ đó. Các bạn rút ngắn thời gian lại khoảng 5 năm, 7 năm, 7 năm. Đó là mình nói về vấn đề những người mà gây dựng bắt đầu từ hai bàn tay trắng nha. Khi mình qua Mỹ là mình không có một số tiền nào á, mình là hai bàn tay trắng hoàn toàn. Đó là những năm 1985. Đó, mình không có một đồng bạc nào trong tay, mình gây dựng lại. Xong sau 7 năm mình mua được căn nhà đó. Ok bạn, đây là cái mình nói đây mình là kinh nghiệm của Chile cách đây cũng khoảng mấy chục năm thôi, cho nên mình rất là thích nói về vấn đề tài mua nhà cho mướn và mua nhà để đầu tư. Đây là một cái kinh nghiệm của Chile trong thời gian vừa qua, cho nên mình mới dám chia sẻ cho các bạn nào còn trẻ đang đi làm 20 mấy tuổi hoặc là 30 mấy tuổi là cũng còn kịp thời gian đó. Chứ nếu mà các bạn bỏ lỡ cơ hội này thì các bạn không thể nào mà làm chủ được một căn nhà. Căn nhà là cái cột trụ cho mái ấm của gia đình. Khi mà các bạn có gia đình rồi thì các bạn có con cái thì các bạn mua căn hộ nãy mình mới nói 2 phòng ngủ, thì sau này các bạn có con thì các bạn có thể cho họ ở trong những cái phòng trống đó. Thì hai vợ chồng ở một phòng ngủ, còn mấy đứa con ở phòng khác. Đó là một cái phương pháp mà Chile tư vấn cho các bạn ở Việt Nam. Nếu các bạn thấy hứng thú, các bạn hãy làm thử. Ok các bạn, mình có một chút chia sẻ bữa nay về vấn đề chia sẻ về vấn đề tư vấn cho một người tại Việt Nam làm với lương là 8 triệu một tháng, khoảng bao lâu có thể mua được một cái khu chung cư 2 phòng ngủ. Đó là mình mới chia sẻ xong. Các bạn thấy video này hút và hấp dẫn, các bạn hãy chia sẻ những nút like ủng hộ kênh của Chile. Chị Lê xin chào, tạm biệt tất cả các bạn và xin hẹn lại các bạn vào những video hấp dẫn kế tiếp. Chị Lê TV, bye bye, xin hẹn lại. Chào tạm biệt. Để mình dẫn các bạn đi xem cái cành táo mấy sau lưng của mình nè. Chút nữa khách tới các bạn, khách tới đây mình cho họ đi hái táo. Ok. Đây. Bữa nay mình có một chút barbecue. Đây các bạn. Đây. Đây. Đây là cái chùm táo của Chile.
cành dưới đây. Bự ác luôn.